đi Sài Gòn sáng mùng 3 Tết. Một vài cửa hàng đã khai trương rồi. Đây là ngã tư Âu Cơ Thoại Ngọc Hầu, phương lộ 2 ngày xưa. Tinh tinh quá. Thank you.
3 đã hoạt động bình thường. Đây là hẻm Lạc Long Quân. Đây một cái căn hộ chung cư Đức Khải, The Useful Apartment, ở góc ngã tư Âu Cơ Lạc Long Quân. Đây nhà hẻm Sài Gòn, chân bông cúc thọ trước nhà. Đây là đường Nguyễn Thị Nhỏ, không phải, đây là công viên Tân Phước, phường 15 quận 11 đây. Đây giáo xứ Tân Phước. Đó. Nhỏ này sẽ thẳng ra đường Lê Đại Hành, đi ra trường Đua Phú Thọ. Đây, đây là góc Nguyễn Thị Nhỏ với Tô Hiến Thành. Trái là khu Lữ Gia, đây là đường Lữ Gia qua bên Lý Thường Kiệm với là Tô Hiến Thành, xin lỗi quý vị. Đó, phía trước là góc Lữ Gia, Lý Thường Kiệm, ngày xưa là Nguyễn Văn Thoại đó. Đây trường Đua Phú Thọ là nhà thi đấu Phú Thọ đó. Đó, ngã tư.
Thường Kiệt, Hiến Thoại vô Chợ Lớn. Rồi, ở đây là Tô Hiến Thành đây. Ở bên trái là Đại học Bách Khoa Sài Gòn. Rồi, chúc quý vị ăn Tết vui vẻ hôm qua nha. Ngày Tết thầy cô, thầy giáo, cô giáo. Happy New Year, hẹn gặp lại quý vị tập sau.